Xin chào tất cả các bạn, rất là nhiều bạn bè của Ngọc Anh hỏi rằng là tại sao mà do phải ra ngoài nắng nhiều như thế mà Ngọc Anh vẫn luôn giữ được cái làn da trắng sáng và mịn màng. Thì ngày hôm nay Ngọc Anh sẽ bật mí cho mọi người, đấy là Ngọc Anh sử dụng bộ 3 sản phẩm Miracle sản xuất từ Hàn Quốc. Do thời gian không có nhiều để đi spa nên là Ngọc Anh chỉ hay sử dụng bộ sản phẩm này thôi. Con gái mà ai cũng thích làn da trắng sáng, chính vì thế mà đây là một trong những bí quyết làm đẹp của Ngọc Anh.